Hội thảo về đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, phát huy vai trò cầu nối trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh vừa được Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tổ chức vào ngày 22 tháng 11. Dự hội thảo có đại diện Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương, Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố và đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics tại Lào Cai. Tham luận tại hội thảo của các đại biểu tập trung vào một số giải pháp để Lào Cai phát huy vai trò cầu nối trong tuyến hành lang kinh tế như chiến lược chính sách xuất nhập khẩu, nâng cao công tác quản lý vận hành cửa khẩu, tạo thuận lợi hơn trong hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, đặc biệt là giải pháp xây dựng hệ thống logistics và liên kết chuỗi cung ứng thông minh. Thì Lào Cai phải xác định ít nhất có một cái trung tâm logistics mang cái tầm cỡ quốc tế. Tầm quốc tế ở đây là xác định từ ít nhất là có thể trước mắt là vận dụng những tiêu chuẩn quốc tế, và cũng Việt Nam cũng đang siêu hướng là hiện nay là thực hiện chỉ đạo chính phủ cũng đã nghiên cứu xây dựng cái chiến lược logistics quốc gia, thì trong đó có định hướng những cái tiêu chí, tức là quy định kỹ thuật đối với trung tâm logistics, bao gồm những quy định kỹ thuật về cả diện tích, về quy mô, về phương thức vận hành, tất cả các dịch vụ, các loại hình dịch vụ, kể cả dịch vụ về gia công, bao bì, chế biến, dịch vụ về truy xuất, dịch vụ truy xuất hàng hóa, dịch vụ xây dựng những cái tiêu chí nông sản. Tỉnh Lào Cai kỳ vọng thông qua việc nhận diện được những điểm nghẽn sẽ giúp địa phương đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, phát huy vai trò cầu nối trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đưa ra những cái đề xuất kiến nghị với tỉnh, với trung ương để có những cái giải pháp làm sao thúc đẩy cái hoạt động thông thương qua đây ngày càng tốt hơn. Còn đối với tỉnh thì chúng tôi cũng lắng nghe tiếng nói của các doanh nghiệp xem là hiện nay cái hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai Hà Khẩu thì có những khó khăn vướng mắc gì, thì chúng tôi tiếp tục báo cáo kiến nghị với tỉnh và đề xuất với các ngành làm sao có những cái giải pháp thực sự là cho một cái cửa khẩu thông thoáng, cửa khẩu văn minh hiện đại. Tiềm năng và vai trò của Lào Cai được đánh giá là rất lớn khi tới đây tỉnh sẽ được đầu tư hạ tầng để trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.